Minh à, Minh. Sao lại đến đây tìm tôi làm gì? Chiều hôm qua tài xế con là bố anh, nhưng thực sự anh không biết đó là gia đình của em. Mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, anh không hề biết những chuyện này. Thực sự những gì phút cuối cùng anh vẫn còn nói dối được sao? Anh không nói dối. Minh à, em suy nghĩ kỹ lại đi. Tất cả những người như anh đều giống như nhau thôi. Sao anh có thể đùa giỡn tình cảm của người khác chứ? Anh đúng là đồ rác rưởi. Bùi, sao? Cái gì? Rác rưởi sao? Này, Minh Evil, đứng lại đó. Ê, sao anh gọi tên tôi chứ? Bù, này, anh đang làm cái gì vậy? Đang trên đường đấy. Đây là những thứ mà em mua cho anh. Chắc chỉ là món quà tình yêu thôi. Anh nghĩ mình không cần nữa. Này, Minh à, sống tốt nhé. Gia xin nắm đạo khổ tâm vì chúng ta rất nhiều. Chúng ta nên làm gì để cô ấy vui đây? Chúng ta đi cả, không đi. Không được, đó là trò con nít. Hay chúng ta đi công viên giải trí đi. Các con đang làm gì vậy? À, tụi con... Con không tin tưởng bố sao? À, tụi con đã đi công viên giải trí. Sao? Hai tụi con á? Sao quả Gia Ly và Gia Sư ngắm không nói gì? À, đây là bất ngờ ạ. Bế? Thế bố đi chung với? Bố đi thì không có gì vui hết. Sao? Gia Sư ngắm. Lên xe đi. Ủa, gà, bắp, sao, tôi á? Đúng vậy. À, dạ. Chúng ta sẽ đi đâu đi ạ? Bố cũng cài đi ạ. Sao? Bố không cài đâu. Bố dễ thương. Trông buồn cười quá. Chúng ta đi cầu lượng đi. Dạ. Ừ, đi thôi. Gia Sư ngắm vui là được ạ. Các con muốn ăn gì? Con muốn ăn bì xa. Và một lon coca nữa. Còn gà thì thế nào? Con muốn ăn gì? Dễ thương thật. Hôm nay là một ngày thật là vui. Xe con vẫn còn sống và đang làm gia sư á? Ở đâu? Cái gì? Chủ tịch tập đoàn Y Phù sao? Hóa ra cô gia sư đó nắm là con gái của mình. Lâu rồi không gặp. Sao lại đi? À, anh cũng không buồn vô. Năm đó có phải em đã có con đúng không? Anh đừng nói cái gì vậy chứ. Thằng bé là con của anh đúng không? Anh đã tới bệnh viện kiểm tra rồi. Anh bị điên sao? Em mau về đi. Còn cái gì ở đây chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh cũng đã có gia đình rồi. Làm ơn buông tha tôi đi. Ủa mẹ, con nói cho mẹ nghe thằng đó là ai? Là người yêu cũ á. Vậy chị nó nói là gì? Sao
giấu mẹ. Không có gì đâu, con mệt rồi, con đi ngủ đi. Nè, đi ra. Mộng mới năm nay rất là nhiều đồ đẹp. Đây, cậu theo tôi. Đây là bộ thiết kế mới. Cậu thấy mấy mẫu mới này thế nào? Dạ, đẹp lắm. Mẫu này rất hợp với mùa đông năm nay. Vậy, cậu thấy mẫu bên kia thì sao? Mẫu này ạ, có vẻ rất là mới lạ. Tôi có thể nhờ cậu một việc không? Chị cứ nói đi ạ. Tôi muốn tạm thời ở nhà cậu, được chứ? Đương nhiên rồi, chị Anna. Cảm ơn cậu. Con gái còn cứ ở nhà gì mà bẩn thế không biết. Ngày nào cũng phải đi dọn. Ồ, cái gì đây? Khăn của trẻ em sao? Mà không có cả ảnh nữa. Ồ, ai đây? Là Bắp, con trai của chủ tịch. Chuyện này là sao chứ? Mẹ đang làm gì vậy? Sao mẹ lại lật đồ của con? Tại sao lại có hình sơ sinh của Bắp ở đây? Con mày còn định giấu mẹ đến khi nào? Lisa, con xin lỗi. 6 năm trước mày nói với tao mày đi du lịch 6 tháng, chẳng lẽ là để sinh con sao? Mẹ ơi, mua chút tự chết mất. Sao mày ngu thế hả con? Đó là lý do mình làm cho cái nhà đấy suốt 5 năm qua. Dạ. Không được, cháu tôi phải đi mang nó về. Mẹ à, mẹ bị điên à? Chúng ta không thể làm vậy được đâu. Mẹ. Sabishii ne. Mou narita kara. Daijoubu.